và tên của con? Con tên là Phạm Phương Mai ạ. Mai học lớp mấy con? Con học lớp 5. Đây là chữ của Mai buổi 9. Mai học cô bộ khóa cả chữ thẳng và chữ nghiêng đúng không? Vâng ạ. Đây là bút mực ở trên vở kẻ ngang, còn đây là bút bi ở vở kẻ ngang. Đây con giữ cho cô nhé. Đây là chữ bút bi ở vở kẻ ngang. Và khi con viết nhanh thì một buổi con sẽ viết được như thế này. Đây là chữ viết nhanh bằng bút bi. Chữ viết nhanh bằng bút bi trong buổi ngày hôm nay. Khi con viết được đẹp này có ai khen con không? Có. Ai khen con? Mẹ con. Mẹ khen nào? Mẹ khen là chữ đẹp và nếu mà cứ giữ được chữ này lên lớp 6 thì sẽ rất là đẹp. Con có thấy con viết được đẹp và nhanh không? Con thấy cũng chưa nhanh lắm nhưng mà đẹp. Thế mình cố gắng tập nhanh hơn nhá. À. Thế nó có khó không? Không khó lắm. Trước khi mình học thì chữ mình nó có được như này không? Không. Thế mình học xong thì thấy rất là nhanh không? Rất nhanh viết được đẹp không? Con có thích không? Có thích viết không? Có. Thế từ giờ sẽ viết đẹp nhá. Vâng.